Rồi mình xem cái tấm hình mà lúc mà cháu còn khỏe mạnh á, mình là người ngoài thôi nhưng mà mình thấy từ rất là xót xa luôn. Tự nhiên một đứa trẻ mà đang khỏe mạnh đột nhiên là trở nên như vậy. Phần não trước á thì nó còn bình thường, nhưng mà cái phần não sau, tức là tiểu não và cái phần đại não này, nó bị teo lại ha. Bình thường là người ta là sẽ đầy đúng không, lấp đầy, cô bé là bị teo lại chỉ còn một phần này thôi, dẫn đến là mất hoàn toàn cái khả năng hoạt động. Mỗi lần mà cho bé ra ngoài đi khám hay là đi tắm rửa là rất là vất vả là mọi người. Tại vì cầu thang nó hơi dốc nên là đi cũng khá là nguy hiểm. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel nha. Hôm nay thì mình đang có mặt trên đường Quách Đình Bảo. Mình sẽ đi thăm một cái trường hợp thì có một cái câu chuyện rất là hy hữu của mọi người. Đó là gia đình của anh thì có một em bé sinh ra thì gần như là bình thường. Tất cả nó cũng như là những đứa trẻ khác, nhưng mà bắt đầu kể từ khi mà bé lên 3 thì xảy ra một cái sự cố khiến là bé trở thành cái người giống như là thực vật giả, chỉ có thể là nằm một chỗ thôi, và tất cả những cái sinh hoạt trong gia đình là phải phụ thuộc vào cha mẹ chăm sóc. Thì bây giờ là cháu là bị như vậy là bao nhiêu năm rồi anh? Bây giờ lúc trước là 2 năm, bây giờ cháu gần 8 tuổi rồi. 8 tuổi. Vậy là 8 năm đã trôi qua rồi đúng không? Dạ. Anh Trà ha. Dạ. Mình quê ở đâu anh? Quê huyện Bình, tỉnh Bình Thuận. Anh nay nhiêu tuổi rồi ha? Đây là tưởng 33 tuổi. 33 tuổi, dạ. Hơn Quốc Chiến 3 tuổi. Dạ. Còn chị tên gì chị ha? Dạ em tên Chặn. Chặn Thanh thì Chặn. Hình như là chị là chắc là người dân tộc thiểu số ha? Dạ em dân tộc Chăm. Em dân tộc Chăm. Người Chăm. Dạ, dạ. Tại vì cái tên của chị rất là lạ. Chặn, chị nay nhiêu tuổi rồi chị? Dạ em 28. 28 tuổi rồi. Hai vợ chồng thì cũng ngang ngang cái độ tuổi của mình đó mọi người. Nhưng mà chắc là cái cuộc sống mưu sinh nó vất vả nên là hai anh chị nhìn lớn hơn mình rất là nhiều. Còn cháu ở đây thì là tên gì anh ha? Dũng Hùng Phát. Dũng Hùng Phát. Dạ, Phát, Phát. Dạ. Cháu nay là được 10 tuổi rồi ha. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi cái là khi mà sanh ra là cách đây khoảng 2012 ha, thì là cháu là bình thường như đứa trẻ khác hay là bẩm sinh? Bình thường như đứa trẻ khác, nói chung là lúc 2 tuổi là bình thường như đứa trẻ khác. Dạ. Vì cuộc sống mưu sinh là hai chồng lên phố làm để con dưới quê, xong rồi nó sốt lên, là nói chung là nó sốt 2-3 lần vô nhập viện rồi, mà xong rồi em đây kêu vợ về quê dắt lên thử, mà lên cái nó thấy vô như đồng một, như là buồn đó, cứ vô nó, bác sĩ cũng chửi nó 2-3 ngày nữa là thằng này nó giật lên não, nó mất, Dạ. nói vậy là bác sĩ cũng giấu. Nói chung là vô khám nằm nửa tháng cũng là mất mới mới tiền, rồi xong rồi nó xuất viện về. Bác sĩ nói hàng tháng tới khám bị giết ở ở đây luôn, mà đi về quê thì cũng được, mà cái lúc nó khỏe đi về quê thì cũng được, mà bây giờ nó như thế này đó là về lên là tốn tiền, tại vì mình không có chi phí đủ cái về lên xuống hoài đó, tại vì phải ở đây gắn ở đây luôn, là tháng Dạ nào phải đi rồi. tới khám hết. Cái thời gian đầu mọi người khi mà sanh ra thì Phát cũng như là những đứa trẻ bình thường khác Dạ đúng rồi. rồi cũng ăn uống sữa rồi này kia. Khi mà cháu lớn một chút xíu thì ba mẹ lên Sài Gòn để mà mưu sinh á, thì gửi dưới quê cho ông bà giữ phải không? Dạ, Thì bé lên những cái cơn sốt và đã bị chuyển thành bệnh. Nhưng mà cái sốt đó là sốt bình thường hay là bị sao vậy anh biết không? sốt về nói chung là vô động kinh á, sốt lên cái động kinh lên não, mất mất cái não mềm. Cái này là lúc là bé là mấy tuổi anh? 1 tuổi 1 tuổi ha. Đó, sau này mới được ở lên thành phố là được 2 tuổi nè, đó À. là dắt đi siêu thị này kia chơi bình thường đó, đó xong rồi sau này mới rút vô là lúc này là lúc này Đà Nẵng rồi đó, là đã đi không được rồi, là Dạ. ẩm đó rồi đó, lúc này là Đà Nẵng rồi, không cái hình là Đà Nẵng rồi, tập trung là nó nặng lắm rồi. Trong tất cả các hình này Dạ thì chỉ có cái hình đó là lớn lớn nhất lớn là nhất là xong á, lúc nặng bị bệnh này lúc đúng không? lúc đó là sau này đi không được luôn đó. Còn một cái hình Dạ nhỏ mấy này hình là nhỏ lúc là này bé bình nó thường. bé bình thường, lúc bé là vẫn còn bệnh luôn mà nó còn đi được,
Dạ. Mình vẫn đi chơi được là cách nửa năm là rồi xong nó nằm nó đây từ nó đi yếu luôn đó cái gì đó. Đây mọi người, một cái căn bệnh mà nó phải nói là rất là oái âm ha, biến một đứa trẻ từ bình thường như vậy, mọi người rất là năng động, rất là dễ thương như là những đứa trẻ bình thường khác vậy đó. Đúng rồi. Rồi để rồi từ bé đã thay đổi rất là nhiều và bây giờ là chỉ có thể nằm một chỗ. Rồi cái lúc này là bị sơ sơ rồi đúng không anh? Bị sơ, đã bị bệnh rồi mà còn đi được. Nếu như còn đi chơi chưa chuyển biến nặng. Chưa chuyển biến nặng. Rồi lúc này vẫn còn rất là dễ thương nè. Trên này là những cái hình lúc mà bé lớn lên ha. Và cái này là khoảng mấy năm anh ha? Cái này lúc là gần 4 tuổi là nó gút cái một cái chân vô là như thế này rồi. Là mình vẫn ẵm đi chơi, tại vì mình muốn cho con đi cho biết. Vẫn ẵm đi lúc thôi. Này thì em thấy vẫn còn khá là khỏe ha. Khỏe thôi. Sau này thì từ xuống là nó gút được nữa, không đi được nữa. Nhìn hai cái bức hình đó là mình không thể nào mà nhận ra bé luôn mọi người. Cái lúc mà bé còn nhỏ quá trời là đẹp trai luôn, gương mặt rất là sáng với một cái đôi mắt mà long lanh. Nhưng mà bây giờ thì bé nằm một chỗ ở đây với lại cái đôi bàn tay thì co quắp, chân thì cũng bị nghiêng qua một bên. Một bên đây, xương một bên tay, một bên cái lưng là nó nghiêng hết trơn. Dạ, chắc là do nằm một bên nhiều quá phải không ạ? Này là cái xương sống nè, cái xương sống của bé là bị lệch lệch hẳn qua một bên luôn. Dạ. Từ từ nó chuyển xuống gì đó đúng không anh? Dạ. Bút vô gì đó. Rồi, anh cho nó bé nằm xuống đi kiểu đâu. Đúng rồi ha, nếu như một cái người bình thường mà ấy vô mắt là người ta sẽ có phản ứng liền. Phản ứng liền. Như vậy là bây giờ ngay cả cái đôi mắt của bé là bé cũng không có nhìn thấy được, hoặc là không có, có thể thấy nhưng mà không thể nào mà không có truyền tới được cái bộ não. Dạ, dạ, đúng rồi. Thì đây là một cái trường hợp rất là hy hữu luôn. Thì cậu bé này trong lúc mà 2 tuổi thì bị một cơn sốt dẫn đến là bị liệt từ từ và bây giờ thì gần như là trở thành người thực vật. Thì cách đây khoảng 15 ngày á mọi người, thì anh chị cũng vừa đem bé đi khám chụp MRI cũng như là đo điện tim, thì bác sĩ nhận định rằng là bé bị teo hai bán cầu, cả đại não và tiểu não luôn, tức là mất hoàn toàn cái khả năng nhận thức. Bây giờ là chỉ có thể là chăm sóc giống như là một cái người mà bị bệnh mà nằm một chỗ vậy á, ngay cả việc mà nghe nói mà nhìn thấy cũng không thể làm được. Thực sự thì rất là đau lòng. Đây mọi người, đây là cái hình ảnh não của bé này. Não của bé. Thì nếu như mọi người để ý thì thấy ở đây này, cái phần não trước thì nó còn bình thường. Nhưng mà cái phần não sau, tức là tiểu não và cái phần đại não này, nó bị teo lại ha. Bình thường là người ta sẽ đầy đúng không? Lấp đầy của bé là bị teo lại chỉ còn một phần này thôi. Dẫn đến là mất hoàn toàn cái khả năng hoạt động. Đó. Ba mẹ cháu thì suốt 8 năm nay là tìm đủ mọi cách để mà chữa trị rồi. Cho tới bây giờ là gần đây là cũng còn đi khám này, thấy bé đau quá cũng là đi chụp, tốn rất là nhiều tiền nhưng mà vẫn không thể nào mà trị khỏi. Thì thứ nhất là qua cái video này mình cũng muốn chia sẻ cái hoàn cảnh của anh chị để cho nhiều người biết tới hơn ha, để xem là có thêm cái sự giúp đỡ để anh chị cũng đỡ cực phần nào đó. Cái thứ hai là mình cũng làm cái video này để mà cảnh báo những cái bậc phụ huynh, nếu như con mình có cái triệu chứng mà sốt hay là này kia thì tốt nhất là đi bệnh viện đúng không anh? Chứ còn mà nếu mà để ở nhà quá lâu là có thể là dẫn đến là hậu quả rất là khó lường. Bây giờ thì chị Trắng đang chuẩn bị một cái bữa cơm cho bé Phát. Thì hàng ngày nếu mà cơm đó là phải lấy máy xay sinh tố xay ra chị ha. Dạ đúng rồi. Hôm nay thì chị nấu cháo thì chắc là không cần phải xay. Dạ không cần. Hôm nay là chị cho bé ăn cái gì? Ăn cháo tôm với lại bí đỏ. À giống như mấy em bé mà mới sinh dạ, ha. Dạ dạ. Đây mọi người, đây là một cái buổi mà chị Trắng cho bé Phát ăn. Mỗi lần mà cho ăn như vậy á thì bé sẽ rên la rất là nhiều, bởi vì khi mà cho ăn là phải đỡ lên thì những cái cơ tay cơ chân của bé là bị đau quá mọi người. Đây mọi người xem nè, em bé là ăn mỗi lần ăn là rất là khó luôn, là chị phải đút một chút xíu rồi chờ là cái thức ăn chảy xuống á, bé nuốt hết rồi mới bắt đầu là ăn lại. Cái chén này thì ăn khoảng bao lâu thì hết ạ? Nửa tiếng rồi. Nửa tiếng đồng hồ. Dạ. Có khi bé không có ăn luôn á. Có khi cứ đau quá là khóc thôi, không có ăn. Nhìn thấy đỡ vậy, bé đau quá, cái chân bé run quá trời luôn nè. Dạ. Vậy là 8 năm nay là chị Trần là chỉ có ở nhà thôi, không có đi đâu được ha. Dạ. Còn ngày Tết hay ngày giỗ hay lễ gì á, có về quê chơi được không? Dạ không, ít về quê lắm.
uống thuốc mà thuốc chắc phải hòa vào nước mới uống được chị ha. Dạ đúng rồi, uống nước người ta uống từ từ, uống nhiều nó sặc, nó sặc còn hơn cơm nữa. Cái này nó như là, giống như là bé không có thích uống nước vậy á. Bé chỉ uống mấy thứ khác thì bình thường, uống yến này kia là bình thường, còn uống nước thì nó sặc. Dạ thích uống yến hả? Dạ. Đây mọi người, thì hôm nay mình quay thêm những cái cảnh sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng và cháu cho mọi người xem nha. Bây giờ thì là chị Trần chuẩn bị là sẽ hớt tóc cho cháu. Thì cháu bị bệnh như vậy thì từ nhỏ tới lớn mọi người là gia đình phải tự hớt chứ ra ngoài tiệm là không hớt được. Là mình cạo chọc luôn ha. Hết pin hả? Dạ không, chỉnh cái độ nó cao hơn. Hớt tóc cái này là em phải ẩm xuống như khi em tắm. Vậy ha? Dạ. Tại vì toilet xài chung á anh. Tại vì trên phố thì có nhà này, phòng này rẻ nhất mới ở lại cái phòng này. Chứ mình không đủ chi phí để muốn phòng 2-3 triệu. Phòng mà có toilet trong phòng thì nó mắc lắm. Dạ, toilet nó mắc hơn. Là từ nhỏ đến lớn bây giờ là tự hớt tóc cho cháu luôn. Dạ. Tự hớt luôn. Nó mọc 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 lắm anh. Cỡ một tuần nó mọc lên lại à. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Khoảng bao lâu rồi mình phải hớt một lần? Dạ. Yeah. Chắc cỡ 3 tuần là em hớt một lần, 3 tuần em hớt một lần, tại vì nó nhanh mọc lắm. Tại vì mọi người biết sao, bé uống cái thuốc kháng sinh nhiều á nên là tóc cũng như là lông tay, lông chân mọc rất là nhiều. Đây là mọi người, lông tay, lông chân dài ra ha. Mỗi lần mà cho bé ra ngoài đi khám hay là đi tắm rửa là rất là vất vả là mọi người. Tại vì cái cầu thang nó hơi dốc nên là đi cũng khá là nguy hiểm. Có khi nào bé mà bị té không anh? Không. Dạ phải hết sức cẩn thận ha. Rất là vất vả luôn mọi người, nhưng mà hàng ngày á, nếu mà không có ăn á là chị phải làm tất cả những cái công việc này một mình. Ví dụ như hàng ngày nếu mà tắm ở trên đó là chị phải bưng nước lên. Xách cái thùng này lên, nguyên một thùng này tắm, bé tắm một thùng này. Dạ. Yeah. Còn mà hôm nào mà có anh ở nhà thì bưng xuống là tiện hơn đúng không? Xuống đây tắm thì tiện hơn. Dạ. Yeah. Không, ấy là chỉ cắt tóc thôi là ập xuống đây. Dạ. Yeah. Còn thường ngày là tắm trên đó. Là rinh nước lên. Nói chung là cái nào nó cũng vất vả nhưng giống nhau thôi. Dạ. Yeah. Rinh nước lên cái cầu thang nó cũng phải là đơn giản. Hình như là tắm là bé mát nên là thấy bé dễ chịu hơn nè. Nãy giờ không có la. Dễ chịu hơn, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Sợ bị phổi đúng không? Bầu thắt da phía bầu. Thắt quần ra đi. Ồ. Thay. Bộ da của bầu. Để quyết đi. Thực sự mọi người xem được những cái cảnh này á mới thực sự là cảm phục cái anh chị vì đã chăm sóc cho được bé rất là tốt luôn. Là từ khi mà sanh bé là cũng là vừa cưới luôn ha. Dạ. Tới nay là 10 năm rồi nhưng mà chưa dám sanh con thứ hai mọi người. Dạ. Là cái này là hai vợ chồng bàn bạc với nhau rồi ha. Dạ. Để mà mình tập trung mình lo cho cháu ở đây. Thực sự mọi người là mình rất là sợ khi mà phải
tới thăm những cái hoàn cảnh như vậy. Tại vì cái cảm giác là rất là bất lực. Bởi vì cái bệnh của cháu thực sự là hiện tại thì mình gặp rất là nhiều người rồi. Nói chung là chỉ có thể tập để mà cải thiện cho bé đỡ đau cũng như là thoải mái hơn thôi. Chứ còn để mà lành hẳn thì gần như là không thể. Bởi vì cái não của bé là hiện tại là đã bị ảnh hưởng, bị tổn thương rồi. Và để quá lâu rồi mọi người. Nhưng mà vì thứ nhất là mình tới, thứ nhất là để mà xem mọi người chia sẻ cái câu chuyện của bé lên ha. Để cho mọi người biết tới và có thể là giúp đỡ cho ba mẹ bé một phần nào đó. Cũng như là để mà cảnh báo những cái bậc phụ huynh. Nếu như mà con của mình mà gặp cái tình trạng tương tự ha, nếu mà bị sốt là phải đi khám liền chứ không có để lâu dài thì có thể là bị ảnh hưởng một cách là nặng nề như cháu Phát ở đây. Dạ. Tới bây giờ mọi người là đã 8 năm trôi qua rồi, anh chị đã cưới nhau rồi, bé cũng được 8 tuổi rồi mọi người. Nhưng mà anh chị vẫn quyết định là chưa có cái người con thứ hai ha. Để mình dồn sức cũng như là dồn tiền để mà lo cho con. Thì hôm nay mình ghé qua thì một cái câu chuyện nó vừa đau lòng nhưng mà nó cũng rất là cảm động khi mà anh chị có một cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng, làm tất cả để mà hy sinh cho con. Thì trước mắt là chưa có gì nhiều ha. Em xin phép trích quỹ để mà gửi cho anh chị một ít để mà có thể là hỗ trợ anh chị mua thêm đồ ăn thức uống cho cháu nha. Mấy hôm trước các mọi người có chị Phương Vi, chị có gửi cho Cú Chín là 3 triệu đồng, nói là khi nào mà gặp cái hoàn cảnh nào khó khăn thì có thể là trích qua để mà trao cho nhân vật ha. Thì hôm nay thì mình thấy rằng là anh chị ở đây hoàn cảnh rất là bi đát, lại rất là thương con, thì rất là xứng đáng để mà nhận cái phần hỗ trợ này của chị Phương Vi. Thì xin gửi cho anh chị ha, 1 triệu, rồi 2 triệu, này là 3 triệu ha, rồi em gửi cho anh. Rồi anh chị có muốn gửi lời gì tới chị Phương Vi cũng như là mọi người không? Nói chung là em xin thay mặt gia đình nhỏ của em xin cảm ơn chị rất là nhiều, chúc gia đình chị nhiều hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Em cung cấp gì hơn là tiền bạc thì em rất là tôn trọng anh chị là cố giúp gia đình em. Em xin cảm ơn. Được rồi, thì hôm nay cũng chuyến ghé thăm như vậy á, nếu như mà anh chị nào muốn tới thăm bé hay là muốn giúp cho bé thì có thể nhắn tin cho Cú Chín, Cú Chín sẽ cho cái địa chỉ và cái số điện thoại để dưới comment của cái video ha, mọi người có thể tới để mà thăm bé. Hy vọng rằng là sẽ có nhiều anh chị tới đây để mà phụ giúp cho gia đình mình, đây là giúp cho bé một phần nào đó ha. Dạ. Thì cái video tới đây cũng đã dài rồi, thì Cú Chín rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Em xin nói một lời điều. Em dạ. Cảm ơn Cú Chín, lại anh chị đã quay gia đình của em để kia để giúp đỡ gia đình em. Em xin cảm ơn là chúc nhiều sức khỏe. Dạ. Ăn uống thật nhiều vô để giúp những người khó khăn. Như em mà nếu sau này em đã có mà em có mơ là em làm ăn được á, em sẽ đi theo Cú Chín để mình làm cái bù đắp lại cái người nào giống như con mình. Dạ. Dạ, cố gắng lên đây ha. Và bây giờ video cũng đã dài rồi, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi ha. Mình cũng hy vọng rằng là những cái điều an lành bình an nhất sẽ đến với lại anh gia đình của anh chị ha. Thôi chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới. Nếu mọi người thấy cái câu chuyện của Chín chia sẻ hay và ý nghĩa thì đừng quên cho Chín xin một cái follow cái kênh và một cái chia sẻ để mà nhiều người biết tới hơn ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.